trái với vẻ ngoài thư sinh và nụ cười thân thiện luôn trên gương mặt. Cầu thủ người Hải Dương hiện đang là cái tên có lối chơi tinh quái nhất đội tuyển Việt Nam. Nếu nhìn lại 2 năm về trước, khi mà Toàn chỉ biết cắm mặt cắm mũi chạy từ đầu sân đến cuối sân mà không hề biết mệt, thì bây giờ cầu thủ này đã chủ động chơi bóng với ý đồ chiến thuật riêng nhiều hơn. Đó là đón nhận những đường triển khai bóng phản công rồi dùng tốc độ dắt quả bóng đến với gần khung thành nhất. Không nhất thiết phải là người ra chân ghi bàn, nhưng Toàn lại luôn có duyên trong những pha bóng thành bàn quyết định. Ở Hoàng Anh Gia Lai hay là ở tuyển, thì Toàn vẫn đang chứng minh mình là vai trò không thể thiếu và là mũi tên đáng tin cậy trên hàng công. Không phải tự nhiên mà Tuấn Anh luôn nhận được sự yêu mến của cộng đồng người hâm mộ, nổi lên như là một hiện tượng và là một trong ba nhân tố gây được nhiều sự chú ý nhất của lứa U19. Chấn thương đã lấy đi một quãng thời gian quá dài của Tuấn Anh và dường như là cậu ta đang trở lại, mà còn lại cứng cáp mà vẫn giữ được bản sắc chơi bóng của năm xưa. Không còn là một Nhô yếu đuối mềm mỏng, Nhô bây giờ cầm bóng còn chắc hơn trước rất nhiều. Phát pressing vô cùng nhẹ nhàng và cũng có thể cầm bóng đi thẳng qua tuyến hai của đối phương nếu muốn. Tuấn Anh hiện đang có tiến trình phục hồi tương đối tốt và dự kiến là sẽ sớm trở lại ở trận đấu tiếp theo với UAE. Chúng ta sẽ một lần nữa được kiểm chứng tài năng của cậu ấy và hy vọng kết hợp với Hùng Dũng, bộ đôi này sẽ tiếp tục đưa đội tuyển Việt Nam đi vào sâu hơn ở những trận tiếp theo. Không hề có một chút nghi ngại gì nếu cái tên của Công Phượng được xuất hiện trong danh sách này, mặc dù đang không có một phong độ tốt. Nhưng hình ảnh một Công Phượng cầm bóng solo ghi bàn từ giữa sân qua 1, 2, 3 rồi 6 cầu thủ đến từ Úc, nó đã làm nên một giai thoại không thể nào quên trong lòng người hâm mộ. Chắc là cậu ta cũng không thể tin được là mình thực hiện thành công quả làm bàn kinh dị đó. Anh ta cũng được gọi là Messi Việt Nam, mặc dù không phải là người có chiều cao lý tưởng, nhưng Công Phượng luôn khiến các đối thủ phải dè chừng nhờ vào khả năng đi bóng điêu liền và khả năng che chắn bóng ở trình độ cực tốt. Phượng hiện đang che bóng trên băng ghế dự bị và điều đó đang ngày càng làm mai một đi cảm giác bóng của anh. Xuất ngoại là điều chỉ có những cầu thủ chất lượng mới có thể làm được, nhưng hiện chất lượng của Công Phượng là đang đi xuống và phía bên đại diện của anh nên cân nhắc lại cho vấn đề này. Cầu thủ đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội hiện đang là cái tên hot nhất trong vòng 2 năm trở lại đây, luôn luôn biết cách tỏa sáng và đóng vai người hùng trong những thời khắc quan trọng. Là người sở hữu cái cổ chân trái đầy ma mị, lấy được bóng trong chân Quang Hải mà không phạm lỗi là điều không hề dễ dàng. Quá lâu rồi thì bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra một kèo trái xuất sắc như vậy. Từ khâu dắt bóng, pha trò hay là cả xuất phạt lẫn dứt điểm thì Hải con luôn đạt được độ chuẩn xác cực kỳ cao. Phương, hy vọng là Hải luôn luôn có thể đứng lên sau những lần ngã như thế và tiếp tục cống hiến thứ bóng đá mê hoặc ấy cho các cổ động viên nước nhà. Nếu là một người xem bóng đá lâu năm thì chắc bạn cũng không hề xa lạ gì với cái tên này. Từng là cầu thủ được ví von có thể chơi bóng tại Barcelona vì kỹ thuật cá nhân vượt ngưỡng cho một cầu thủ chơi bóng tại Đông Nam Á. Thanh Lương dù đã có tuổi và cũng không còn cống hiến cho đội tuyển cấp quốc gia, nhưng anh ấy vẫn đang là cái tên làm mưa làm gió tại đấu trường quốc nội V-League. Thật đáng tiếc là chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy hình ảnh của Thanh Lương trong màu áo đội tuyển Việt Nam nữa. Vì dù nhiều lần được thầy Park ngỏ ý, nhưng Lương Dị vẫn một mực giữ vững quan điểm với lý do muốn hậu thuẫn cho những đứa trẻ của đội.